Thưa quý vị, Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo trợ Truyền thông Pháp Luật tổ chức liên hoan tiếng hát Đại ngàn toàn quốc lần thứ nhất. Cuộc thi dành cho các đối tượng trên mọi miền đất nước để tìm ra những tài năng âm nhạc nhằm truyền tải hình ảnh con người vùng đất Tây Nguyên qua tiếng hát, đồng thời kêu gọi xây dựng tình đoàn kết và các chương trình xã hội thiện nguyện. Ban giám khảo liên hoan là những nghệ sĩ nổi tiếng và uy tín với dòng nhạc Tây Nguyên như nhạc sĩ Nguyễn Cường, nghệ sĩ nhân dân Đại tá Rơ Chăm Phiang, nhạc sĩ Ngọc Tường, nghệ sĩ ưu tú Đình Nghĩ, nghệ sĩ ưu tú Chu Thị Thúy Hà, nghệ sĩ ưu tú Võ Cường, ca sĩ Sư Black cùng nhiều nghệ sĩ khác. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký dự thi của hàng ngàn thí sinh trên mọi miền Tổ quốc. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tiếng hát dự thi vòng casting của thí sinh Nguyễn Thị Thủy Vi có số báo danh 0129 đến từ tỉnh Đắk Nông với ca khúc dự thi Và ta lại thấy mặt trời trên cao nguyên, sáng tác của Nguyễn Cường. Xin trân trọng giới thiệu. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thùy Vi, số báo danh 1209, mình đến từ Đắk Nông. Và sau đây mình xin hát một đoạn của bài hát Và ta lại thấy mặt trời trên cao nguyên, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Vì sao nỡ vội nói chia ly, vì sao nỡ vội vã ra đi, lúc con tim còn nặng bao yêu thương. Hồ 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 ha 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 hồ hồ hồ, vượt qua số phận cớ sao không, vượt lên chính mình cớ sao không, câu ca xưa còn gọi ta mãi mãi ngẩng đầu lên. Trời ngày nào trên cao nguyên, và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em. Vì ta là thấy mặt trời ngày nào trên cao nguyên, và ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em.